Vâng, xin chào các bác. Em giới thiệu đến các bác cái dòng Omni của Piola. Con này nó là con L701. Với con này thì thiết kế nó rất là gọn các bác nha. Thiết kế gọn gàng nhưng mà chất âm chả kém gì những cái dòng Omni dàn chung, dàn đại cả. Đấy. Cầu loa thì bắp chuối các bác nha. Dây nguồn rời số 8. Piola L701. Các bác có thể phối được những cái dòng loa bát tầm từ khoảng 20 đổ số nhá. Cứ loa dàn các bác nhá, thuộc loa dàn bát tầm 20 đổ số ghép vô tư. Đấy, cắm điện thoại máy tính này, rồi bác nào tivi jack 3.5 thì cắm được cả tivi luôn. Còn không thì mình cắm qua cục chuyển đổi. Có chỉnh bát này, có chỉnh tép này. Đấy, đây là chỉnh đầu vào này. Nó có rất nhiều đầu vào này, đây là volume tổng này. Có giải led rất đẹp luôn. Con này anh em đang bán giá là hỗ trợ rất là rẻ nhá. Con này như ngày xưa các bác mua phải tầm khoảng hơn 2 triệu, 2 triệu mốt, 2 triệu 2. Nhưng mà hiện tại các bác mở ra chỉ cần 1 triệu 780k thôi. Đấy, có 1 triệu 780k thôi. Đó là sở hữu ngay một con Piola L701 1780 các bác nhá. Đó, hình thức thì các bác nhìn thực tế nhá. Hàng bãi thì nói chung là nó về nó mộc mạc như nào thì em chỉ biết quay như thế thôi, chứ không có chỉnh sửa hay mông má đâu. Đấy, còn các bác thích mông má nó đẹp thì về các bác mông má nhá. Em lên nhà các bác nghe thử này. Sớm mưa chiều vẫn cùng ta xây chiến thắng. Người đi qua đây bên con suối con khe mà có biết quê hương Vân Kiều. Diệt quân xâm lăng khắp núi khắp sông, gió rừng xanh nổi xung quanh buôn làng đạn súng sẵn sàng. Quân xâm lăng Mỹ tới, quê hương đây sẽ thành mồ chôn quân thù. Người Vân Kiều tâm lòng trong trắng như cánh hoa xinh đẹp giữa rừng. Buôn làng dư bầu trời xanh, người ơi đây mảnh đất anh hùng, vang tiếng ta lừ giữa rừng xanh bao la. Vâng, đấy vừa rồi thì các bác cũng nghe qua một cái đoạn chất nhạc của cái dòng Piola L701 này. Thực sự các bác là để mà tức là trong cái tầm giá ấy, các bác trong cái tầm giá mà kiếm được một con Omni mà nó hay như con này nó cũng phải hơi bị khó đấy. Đấy, bởi vì cái bản thân con này nó là một con Omni độc lập, nó không có bất kể một cái gì can thiệp vào nữa. Đấy, tức là toàn bộ hệ thống bên trong nó chỉ dành riêng cho gì ạ? Dành riêng cho công suất thôi, chứ nó không có chung thêm cả MD, CD này lọ các thứ. Đấy, thì chính vì vậy mà tức là một mình anh một nhiệm vụ, thế nên là anh làm lúc nào nó xuất sắc hơn so với cả cùng một lúc mà làm nhiều nhiệm vụ, đúng không các bác? Đấy, thế nên là chơi những con nhầy này các bác này nó mới xứng đáng này. Về bây giờ vị bác nào có loa rồi thì là cứ việc ghép vào, còn nếu như mà chưa có loa thì các bác hãy xem video và kiếm cho mình thêm một cặp loa nữa là các bác ghép vào nghe cực kỳ sướng luôn. Riêng cái dòng L701 này em bán rất là chạy hàng luôn các bác nhá. Đấy, tháng nào cũng phải tầm khoảng là chục con ra đi là chuyện bình thường. Đấy, có những tháng mà nhỉnh nhỉnh tầm khoảng 12 13 con là chuyện bình thường các bác nhá. Đấy, còn trung bình nó sẽ tầm khoảng từ 8 đến khoảng 10 con. Đấy, trong vòng một tháng là em bán được cái dòng này, bởi vì là nhà em bán hàng ấy là cứ cái mặt hàng nào mà khách mua nhiều ấy. Đấy, khách quan tâm nhiều mà hỏi nhiều ấy, là em nhập, chứ em không nhập theo kiểu là tứ lung tung luôn. Đấy, cái dịp nhập như vậy là chết quá, bởi vì là bây giờ là có những sản phẩm mà khách gần như không quan tâm tới mà mình cứ nhập về mình để tồn kho thì nó sẽ om tiền, rồi hàng hóa nó chất ứ lên, nó không có chỗ để các bác. Đấy, nhiều khi mà muốn nhập những cái mặt hàng mà khách yêu thích thì lại không có chỗ mà kê, không có chỗ mà để. Chính vì vậy thế nên là tất cả những sản phẩm em đã đặt về ở đây và quay lên video cho các bác ấy, nó đều là những sản phẩm đã được chắt lọc và được nhiều khách hàng tin dùng và sử dụng trải nghiệm thực tế rồi. Đấy, thế nên là các bác cứ yên tâm nhá, nhấc máy lên alo là em gửi về tận nhà.
các bác nhận hàng bóc hàng ra kiểm tra thoải mái, ok thanh toán được chưa? Đấy, chỉ cần cọc trước cho em tầm khoảng 200k thôi, như con này thì các bác chỉ cần cọc cho em 150 được chưa? Thực ra cọc cái 150 để làm niềm tin để các bác chú ý nhận hàng cho em thôi đó. Thế bác nào mà chốt thì alo em nhé, em xin chào.